Rồi chúng ta bắt đầu chữa bài. 250. Bài 1 nha. Bài 1 là bài Hora hora ni hairu kotoba wa doreka, tức là chúng ta sẽ cần phải điền một cái từ vào đây, đúng không? Thì để làm cái bài dạng điền từ ấy thì chúng ta sẽ cần phải nắm được nội dung cái bài này nó đang thể hiện là gì thì chúng ta mới có thể làm được, đúng nhỉ? Chúng ta cùng xem qua một chút cái nội dung nhá. Tsugi no bunsho wa 20 nen ijo sushi o nigite iru Hayashi-san ni tsuite no mono de aru. Cái đoạn văn tiếp theo đây ấy, nó là một cái thứ, đúng nhỉ? Nó là cái thứ mà viết về anh Hayashi-san, là một người làm gì đấy? Một người mà nigiru, tức là nắm. Bình thường mình hay dùng là nắm tay ấy, nhưng mà đây là nắm sushi, nắm cơm. Tại vì khi mà làm sushi thì sẽ có cái thao tác, đấy là thao tác thao tác dùng tay để nắm cái phần cơm cho nó chắc lại nhá. Đấy. Thì đoạn văn tiếp theo đây này là viết về anh này là một người mà có cái thâm niên làm sushi trên 20 năm. Nội dung như sau. Mika sangatsu sanen toyu kotoba ga aru, tức là có một cái câu nói là 3 ngày, 3 tháng và 3 năm. Đấy. Nanigoto mo, người ta có cái từ này là một từ mà khó, ở đây người ta có thể thích là donnakoto demo. Nanigoto mo mika gaman dekireba3 kagetsu gaman dekireba 3 nen, soshite 3 nen gaman dekireba zutto tsuzukerareru toyu imi da. Sau khi người ta nói ra cái câu đó, người ta mới giải thích cho cái câu này nó mang ý nghĩa là gì. Thì nó có ý nghĩa như sau. Bất kỳ cái việc gì cũng vậy, nếu như có thể gaman, tức là có thể chịu đựng, có thể kiên trì, kiên nhẫn được 3 ngày ấy, đúng không? Thì có khả năng, đây này, có khả năng làm được 3 tháng. Nếu như có khả năng chịu đựng được, tiếp tục được 3 tháng thì sẽ có khả năng làm được 3 năm. Và nếu như làm được 3 năm rồi ấy, thì sau đây thì có thể tiếp tục được dứt tộ, tiếp tục được mãi mãi. Đấy. Xong là còn câu cuối cùng nhá. Hayashi-san mo 3 nen o sugita koro to omoeru you ni natta. Và gì đây nhỉ? Và anh Hayashi, cái lúc mà anh ấy gì đấy, lúc mà anh ấy đã vượt quá được 3 năm thì anh ấy nghĩ như thế nào? À, mọi người thấy này, anh ấy lúc mà anh ấy vượt quá 3 năm thì ở đây rõ ràng người ta bảo là nếu như kiên trì chịu được 3 năm ấy thì có thể zutto tsuzuke rareru, đúng không? Thì có thể tiếp nối được mãi. Vậy thì nó sẽ phải là cái nội dung lâu dài mãi. Một nhá, okeku ga hueta na, là khách tăng lên, chả liên quan gì đến cái đoạn này, đúng không? Không có một cái chút xíu nào liên quan đến việc tăng khách cả, do vậy là loại 1. Câu 2, niju ne wa tsuzuke yo, tiếp tục 20 năm. Không phải, ông này đã làm được 20 năm rồi, đúng không? Đây là cái viết về một ông đã làm được 20 năm, và cái lúc được 3 năm ấy, làm được 3 năm ấy thì không phải là ông nghĩ là sẽ làm 20 năm, mà phải là tiếp tục. Tiếp theo, Isho no shigoto dana, đáp án đúng của chúng ta là đáp án số 3. Đấy. Mặc dù người ta không ghi là gì nhỉ? Zutto tsuzuke rareru, nhưng mà Isho no shigoto ấy, Isho đây là nhất sinh, có nghĩa là cả đời. Thì đây sẽ là công việc cả đời của ông ấy, có nghĩa là tiếp tục được mãi. Đây là dạng thức từ đồng nghĩa nhá. Bằng với lại Zutto tsuzuke rareru. Đấy, do vậy đáp án đúng của ta sẽ là 3. Câu số 4 này, hãy cố gắng 3 năm. Không phải. Như vậy đúng chúng ta sẽ là samba. Có bạn nào, những bạn nào đúng câu này? Những bạn nào đúng câu 24? Những bạn nào đúng câu 24 comment nào. Hồng Thơ sai. Thơm đúng. Tiên đúng này. Cái dạng này nó cũng hơi mới ở trong đề thi JLPT đấy, bởi vì là ít khi mà người ta ra cái dạng điền vào đây lắm. Khuyên đúng. Vậy là các bạn khác chưa đúng à? Chúng ta sang câu số 2 nhá. Câu 2. Kono Omocha Byōin ni tsuite tadashi setsume wa doreka, tức là về cái bệnh viện Omocha, bệnh viện của đồ chơi ấy, thì cái giải thích đúng là cái nào? Khi mà nó đây là một bài mà viết về gì nhỉ? Viết về cái Omocha Byōin. Do vậy khi mà câu hỏi là cái nội dung đúng về một cái yếu tố nào đó thì gần như là chúng ta sẽ phải đọc hết toàn bộ, chứ không có cái cách nào để làm nhanh được. Không giống như mấy câu có phần gạch chân hay là mấy câu hỏi nguyên nhân kết quả. Chúng ta cùng xem này. Yamada Toshokan dewa hono kashidashi no hoka ni maitsuki dai-san doyobi ni Omocha Byōin o hiraite imasu. Ở cái thư viện Yamada ấy, ngoài cái việc cho mượn sách đấy, thì gì? Thì vào cái ngày thứ bảy, thứ ba của mỗi tháng, tức là một tháng nó sẽ có khoảng 4 tuần gì đấy, thì cái ngày thứ bảy của tuần thứ ba ấy thì người ta mở cái gọi là Omocha Byōin, người ta mở cái gọi là bệnh viện của đồ chơi. Omocha Byōin dewa kowaretari Ugokanaku natari shite shimata omocha o pro ga muryō de shuri shimasu. Ở cái bệnh viện của đồ chơi này, ở cái bệnh viện đồ chơi này ấy, thì pro là những người chuyên nghiệp, đúng không? Những người chuyên nghiệp nhá, họ sẽ sửa, đúng không nhỉ? Họ sẽ sửa cái gì? Đây trợ từ ô này. Thì cái ở đây các bạn lưu ý, bình thường ấy, mình hay viết câu dưới dạng là chủ ngữ, đúng không? S này, xong là wa này, hoặc là ga, đúng không nhỉ? Xong là đằng sau sẽ là gì đấy? Đằng sau sẽ là danh từ này, xong trợ từ hộ, xong động từ, đúng không? Đấy, mình hay dùng là như thế này. Đấy, nhưng mà câu này ấy, người ta lại đảo nhá, người ta không cho cái S. Cái S ở đây chính là cái pro, là người chuyên nghiệp làm đấy. Người ta lại cho cái danh từ lên trước. Đấy, nó lại biến thành cái dạng là N này, xong ô, đấy, xong lại S ga về. Thành ra là nhiều khi là khi mà đọc chúng ta sẽ bị khó một chút, nhưng mà các bạn mà luyện đọc nhiều thì các bạn nhìn ra cái thành phần của câu thôi, cứ nhìn cái trợ từ đằng sau là biết. Đây, đằng sau omocha là trợ từ ô, vậy thì chắc chắn nó sẽ không thể là chủ ngữ. Đấy, mặc dù nó được đưa lên đầu tiên, đúng không? Nó đưa lên trước cái từ pro này, vậy thì pro này mới là chủ ngữ nhá. Ở cái bệnh viện đồ chơi này ấy, thì những cái người chuyên nghiệp họ sẽ sửa miễn phí. Họ sẽ sửa cái gì? Họ sẽ sửa những cái đồ chơi mà làm sao mà kowaretari, mà bị hỏng này, rồi thì không hoạt động được này. Đấy. Naosu no ni jikan ga kakaru bae wa azukate yukuri shuri suru koto mo arimasu. Trường hợp mà tốn nhiều thời gian để sửa ấy thì sao nhỉ? Thì đôi khi là người ta sẽ làm sao? Người ta sẽ azukaru, người ta sẽ giữ cái món đồ đấy để người ta sửa một cách thong thả, từ từ. Daiji na omocha o watasu no ga fuansō na kodomo ni wa chotto omoi byōki da kara nyūin shinai to ne to iu to anshin shite watashite kuremasu. Đối với những cái đứa trẻ, các bạn lưu ý là đôi khi là người ta vẫn viết mấy cái từ đơn giản dưới dạng hiragana đấy. Kodomo. Đối với những đứa trẻ mà sao? Mà nó lo lắng ấy. Đấy, nó lo lắng, nó bất an với cái việc trao cho họ cái đồ chơi mà nó thấy quan trọng. Đấy, đây trên này rõ ràng người ta bảo là gì đây nhỉ? Những cái nào mà cần tốn thời gian thì sẽ cần phải gì đấy? Đưa cho họ giữ để họ sửa một cách từ từ, thông thả. Thì khi mà những cái bọn trẻ mà nó lo lắng cái việc mà đưa đồ chơi cho mấy người này giữ vậy ấy, thì họ sẽ nói là bởi vì là nó bị bệnh rất nặng, do vậy là New Inshinai to ne chính là New Inshinai to ikenai, cho nên là phải nhập viện. Đấy, cho cái bọn đồ chơi phải nhập viện. Họ an ủi, họ nói như vậy, và sau khi họ nói vậy thì bọn nó yên tâm và trao cho họ. Thì đấy là nội dung của cái bài này. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ xem nội dung nào đúng nhá. Câu số 1 này, Omocha mo issho ni nyūin dekiru no de kodomo tachi ga nyūin suru toki anshin suru là gì đấy? Bởi vì này, đồ chơi, đúng không? Bởi vì đồ chơi cũng có thể nhập viện cùng, nên bọn trẻ nó yên tâm nhập viện. Không phải, ở đây không phải viết về việc bọn trẻ nhập viện, mà là chỉ là cái đồ chơi thôi. Do vậy câu 1 sai. Câu 2, Ugokanaku natari kowaretari shita omocha wa sono ba de naoru mono dake shuri shite kureru. Là gì nhỉ? những cái đồ chơi mà bị hỏng này hay là không hoạt động được ấy thì thì người ta sửa cho chỉ những cái thứ mà sửa được tại đó. Đây, đa kê nhá, chỉ những cái thứ mà có thể sửa được tại đó. Câu này là câu sai, bởi vì trên này rõ ràng người ta bảo là có những thứ mà gì đấy sửa mất thời gian đấy thì người ta sẽ azukaru, người ta sẽ gì nhỉ, người ta sẽ giữ cái món đồ đấy để người ta sửa. Do vậy đây là thông tin bị sai này, loại câu 2. Câu 3, sugu naosenai mono wa azukate naoshite kureru koto mo ari, sono bae mo okane wa kakaranai. Là gì nhỉ? Những cái món đồ mà không thể sửa ngay được thì người ta sẽ giữ để sửa, và trong trường hợp đấy thì vẫn không mất tiền. Thì ở đây ngay từ cái câu gì đây, ngay từ cái câu trước nhá, người ta đã nói là người ta sửa cho không mất tiền nhá. Đấy. Và trong trường hợp này người ta giữ cho thì cũng vẫn vậy. Do vậy đáp án đúng của chúng ta sẽ là đáp án số 3. Câu số 4. Yamada Toshokan wa dai-san doyobi ni omocha byōin ni naru node ichinichi ju hon wo karirarenai. Cái thư viện Yamada này ấy, bởi vì cái ngày thứ bảy, thứ ba của mỗi tháng nó sẽ trở thành bệnh viện đồ chơi. Vì vậy mà cả ngày hôm đấy không mượn sách được. Đây là điều sai, không có nói ở trong bài này. Do vậy đúng ở đây là đáp án số 3. Đấy. Những bạn nào đúng câu số 3 này, những bạn nào chọn đáp án 3 của câu 25 này nào. Hồng Thơ, Thùy Linh em sai tiếp. Thùy Linh rút kinh nghiệm nha Thùy Linh nha. Sai mấy câu này rất là phí đấy. Đọc kỹ một chút. Ngọc này. Tiếp theo chúng ta sang câu số 3. Câu số 3 là một câu văn bản, đúng nhỉ? Một câu liên quan đến mấy cái dạng gọi là cái tiếng Nhật thực dụng ấy, tiếng Nhật ứng dụng trong thực tế ấy. Kono koku no nayo ni ateru mono wa doreka. Cái nào hợp với nội dung của quảng cáo này. Lại là một lần nữa là câu hỏi mà không có cái cách để tìm cái đoạn mà cần thiết, đúng không? Cái hợp với nội dung thì chắc chắn phải đọc hết. Đấy, bởi vì người ta sẽ dàn trải trong toàn bộ cái này nhá. Chúng ta cùng xem này. Kore wa piano kyoshitsu no kokoku de aru. Đây là một cái tờ quảng cáo của lớp học piano. Otona no tame no piano kyoshitsu, lớp học piano dành cho người lớn. Koromo no koro ni narateita kata mo ichido piano hajimete mimasen ka. Tức là gì đây nhỉ? Những cái vị kata đây là dạng lịch sự của hito thôi. Những cái vị nào mà đã từng học piano thời còn nhỏ ấy thì có muốn bắt đầu học lại một lần nữa không? Hajimete no kata ni mo tene ni lesson itashimasu. Cái từ lesson ở đây nó là lesson ở trong tiếng Anh, nó nghĩa là bài học nhá, dạy học. Ngay cả những cái người mới bắt đầu thì chúng tôi cũng sẽ dạy một cách rất là cẩn thận. Lesson no nichiji ya kaisu jikan no nagasa wa gotsugo ni awasete kimeraremasu. Tức là gì nhỉ? Cái nagasa tức là cái thời gian ấy, cái độ dài của thời gian, cái thời gian học này, cái số lần hay là cái ngày học, cái ngày giờ học thì chúng tôi sẽ gì đây, sẽ quyết định. Đấy, chúng tôi sẽ sắp xếp để phù hợp với lại cái tình hình của quý vị và chúng tôi quyết định. Lesson điều 30分 2000 en shokyu to 2500 en jukyu desu. Cái tiền học á, 30 phút sẽ là 2 sen en, 2000 yên đối với lại trình độ sơ cấp và 2500 yên với trình độ trung cấp. Gojitaku de no desu mo itashimasu. Chúng tôi cũng có dạy tại nhà, đây jitaku là tại nhà nhá. Lesson jikan igai ni goriyo kano na renshu shitsu ga arimasu. Yuryo. Ngoài cái thời gian học ấy thì chúng tôi cũng có cái phòng tập mà quý vị có thể sử dụng. Kano đây là khả năng, tức là có thể sử dụng được nó. Thế nhưng mà điều kiện là yuryo, tức là mất phí, mất tiền. Go shitsumon ga aru kata wa odenwa kudasai. Mata lesson no kengaku o go kibou no kata wa Tức là những vị nào mà có câu hỏi thì xin mời gọi điện thoại, đúng nhỉ? Trường hợp mà muốn Kengaku muốn tham quan cái giờ học thì hãy điện thoại để đặt trước. Đấy, địa chỉ rồi số điện thoại vân vân, cái này thì không quan trọng lắm. Thì bây giờ chúng ta sẽ xem nhé, cái nào là cái đúng nhá. Thứ nhất này, câu 1 này, desu no jikan wa ikai 30 分 to kimatte imasu, kimatte iru, tức là giờ thời gian học, thời gian của một bài học ấy, một lần cố định là 30 phút. Câu này là câu đúng hay sai? Hả Tiên? Hay, xem câu này sai ạ. Tại sao? Tại vì người ta nói là sẽ quyết định để phù hợp với cả người học ạ. Đúng rồi, ở đây chúng ta thấy có gì nhỉ? Nó chính là cái jikan no nagasa, đúng nhỉ? Cái độ dài của thời gian học nhá. Thì là gotsugo ni awasete kimeraremasu. Đấy, theo tình hình của người học, chứ không phải là gì nhỉ? Chứ không phải là fix sẵn là một lần chỉ được 30 phút, do vậy một sai. Câu 2. Câu 2 nào? Câu 2 cũng sai ạ. Tại sao sai? Câu 2 tại vì họ nói là cái phí mà học thì quyết định là 30 phút thì là mất 2 sen, nhưng mà cái đấy là học sơ cấp thì mới 30 phút là 2 sen, còn nếu mà học trung cấp thì là mất 2 sen rưỡi ạ. Đúng rồi, do vậy là thiếu đúng không? Câu 2 là bị thiếu trình độ trung cấp, do vậy là cái này là sai. Câu 3. Câu 3 là đúng ạ. Câu 3 là họ nói là học quá thì có thể dòng đấy đâu nhỉ? Là cái dòng mà gojitaku de no lesson mo itashimasu. Đúng rồi, đây. Gojitaku de no lesson mo itashimasu chính là dòng gì nhỉ? Chính là dòng mà thể hiện là người ta có dạy tại nhà nhé. Rồi đúng là sẽ là 3. Em có chọn đúng câu này không hả Tiên? Dạ có ạ. Câu 4 nào? Câu 4 là giờ học thì có thể tham quan lúc nào cũng được. Đúng hay sai? Sai ạ. Phải đặt trước bằng cách gọi điện ạ. Đúng rồi, phải đặt trước bằng cách gọi điện, chứ không phải là thích đến lúc nào thì đến, đúng nhỉ? Do vậy đây là sai nhé. Sai cái từ isudemo. Đấy, như vậy câu này đúng sẽ là sam bằng, đúng nhỉ? Tiếp theo chúng ta sang câu số 4 này. Câu số 4 này tính ra là câu khó nhất trong cái bài đọc ngắn đấy. Chúng ta cùng xem. Saikin rosoku ga 1年中 urete ite sono akari o tanoshimu hito ga fuete iru. Có nghĩa là gần đây ấy, thì cái rosoku là nến các bạn nhé. Nến, cái nến mà chúng ta thắp ấy, gần đây thì nến nó được bán chạy quanh năm, đúng nhỉ? Và gì đấy, và cái người mà thích cái ánh sáng của ngọn nến đó ấy, thì tăng lên. Naze ima rosoku ni ninki ga atsumatte iru no daro ka, là gì đấy nhỉ? Tại sao bây giờ ấy, người ta lại thích cái nến như vậy? Tại sao bây giờ cái nến ấy nó lại tập trung cái sự chú ý, cái sự thu hút như thế? Đấy, đây là một câu hỏi tại sao này, the you. Thế nhưng mà cái phần mà người ta trả lời nó dàn trải xuống hết ở cái đoạn dưới này, đúng nhỉ? Thì bắt buộc chúng ta cũng phải đọc đoạn dưới này. Keikoto no shiroi hikari wa hito o katsudou teki ni saseru ga kinchou o toku koto wa dekinai so da. Keikoto là huỳnh quang đăng, có nghĩa đèn huỳnh quang nhé, đèn tuyếp ấy. Ánh sáng trắng của đèn huỳnh quang thì nó làm gì? Nó sẽ làm cho con người của chúng ta trở nên gì nhỉ? Trở nên, đây là chữ hoạt, đây là chữ động, đúng nhỉ? Katsudoteki ni có nghĩa là năng động. Cái ánh sáng trắng của đèn huỳnh quang nó sẽ làm cho con người của chúng ta hoạt động, năng động hơn. Thế nhưng mà nó lại, nghe nói nó không thể nào mà gì nhỉ? Không thể nào mà có tác dụng là giải tỏa căng thẳng. Đấy, nó không có tác dụng làm giảm căng thẳng cho con người. Rosoku nado no orange iro no hikari wa kokoro o ochitsukase stress ya karada no tsukare o totte kureru rashi. Đây bắt đầu nhắc đến cái đặc điểm của cái ngọn nến này. Vậy thì đây sẽ là một trong những cái quan trọng. Cái ánh sáng màu cam, đúng không nhỉ? orange là màu da cam. Ánh sáng màu da cam của nến ấy thì nó sẽ làm sao? Nó sẽ làm cho cái trái tim của chúng ta nhé, làm cho tinh thần của chúng ta làm sao đấy nó được ochitsuku. Bình thường mình hay dùng cái dạng tự động từ ochitsuku, có nghĩa là bình tĩnh, bình thản. Ở đây người ta dùng dạng tha, dùng dạng sai khiến để biến thành tha động từ là làm cho đấy. Nếu như hay dùng ấy sẽ là dùng là kokoro ga ochitsuku đấy, và biến thành dạng tha sẽ là kokoro ochitsukaseru, làm cái tinh thần của chúng ta trở nên dịu đi, làm bình ổn tâm hồn, đúng nhỉ? Cái ánh sáng này nó sẽ làm bình ổn tâm hồn chúng ta và nó sẽ lấy đi totte này, totte kureru, nó sẽ lấy đi những cái gì đây, những cái mệt mỏi của cơ thể hay là những cái stress. Fuan no oi shakai no naka de koyu koka ni kitai shite rosoku ni hi o tsukeru hito ga fuete iru you de aru. Trong cái xã hội mà có nhiều những cái nỗi bất an như thế này thì sao? Thì có vẻ như là đang tăng lên những cái người mà làm gì nhỉ? Họ kitai, họ kỳ vọng vào cái hiệu quả như vậy của ngọn nến nhá. Ở đây có cái chỉ thị từ là koyu. Đấy, hiệu quả như thế này thì hiệu quả như thế nào chính là hiệu quả ở trên này. Họ kỳ vọng vào cái hiệu quả này của ngọn nến và họ sẽ gì đấy? Hiyotsukeru, họ sẽ châm lửa, họ sẽ đốt ngọn nến. Đó. Vậy thì lý do tại sao? Bây giờ chúng ta sẽ xem các đáp án này. Câu 1 này. Rosoku no akari o tanoshimu hito ga fuete ichinen ju ureru you ni natte kita kara là gì đây? Là bởi vì cái người mà thích ánh sáng ngọn nến tăng lên cho nên nó bán chạy cả năm. Đấy không phải là cái lý do. Đấy, đây là cái bối cảnh. Đấy. Cái câu này ấy, là cái câu mà gì đây? Cái câu này là cái câu mà khiến người ta biết là cái ngọn nến nó đang có cái sự thu hút nhá, chứ không phải đây là cái lý do. Do vậy câu 1 là câu sai. Người ta nói đến cái nội dung của câu 1 này, xong là người ta mới bảo là vậy thì tại sao nó lại thu hút sự chú ý như vậy? Cái đây chính là cái minh họa cho cái thu hút sự chú ý thôi, chứ không phải là lý do của nó. Câu 2. Rosoku no akari ni hito katsudo teki ni saseru kouka ga aru koto ga wakatte kita. Câu 2 là gì đấy nhỉ? Nào, câu số 2. Sensei mời bạn Hằng nhá. Hằng Sằng. Đấy. Câu 2 là gì nhỉ em nhỉ? Dạ, câu 2 là khi mà thắp cái ngọn nến nó lên thì cái là sẽ kiểu sẽ hiểu được cái việc mà hiểu được cái kết quả mà làm cho cái con người ta trở nên năng động hơn. Đúng rồi, bởi vì người ta hiểu rằng này, ở trong cái ánh sáng ngọn nến ấy có hiệu quả làm con người năng động hơn. Cái này đúng hay sai em? Dạ sai. Tại sao sai? Cái đó là ý để nói cho cái đèn mình quang. Đúng rồi, đây chiếu lên nhá. Nếu mà đi thi ấy, chiếu lên xem cái hito katsudo tekini này có phải là của nến không? Thì không, đây là của đèn huỳnh quang. Do vậy là loại. Câu số 3 nào. Vẫn là Hàng nào, câu số 3. Dạ, câu số 3 là cái ánh sáng, bằng cái ánh sáng của ngọn nến thì cái sự nhược. Cái nào, akarui là gì em? Akarui là sáng. Akarui là sáng đúng không? Bây giờ nó dùng dạng là akaruku shiyo tosuru, đúng nhỉ, là làm sáng, đúng rồi, thắp sáng. Câu này có nghĩa là bởi vì đấy đang tăng lên những cái người mà làm gì nhỉ? Đang cố gắng để thắp sáng một cái xã hội có nhiều cái nỗi bất an nhờ ánh sáng ngọn nến. Câu này đúng hay sai? Sai. Sai tại sao? Là không có nói đến trong bài. Đúng rồi, đâu có nói đến là thắp sáng cái xã hội bất an đâu. Không phải, Ở trên này có nói đến cái gì nhỉ? Có nói đến cái sự bất an đấy, nhưng ý người ta đây ấy là người ta là trong cái sự bất an như này thì người ta mong chờ cái hiệu quả của cái ngọn nến như ở trên này. Do vậy là câu 3 sai, vậy còn mỗi câu 4 đúng nhỉ? 1 2 3 sai thì còn 4 đúng. Câu 4 đúng. Câu 4 này có nghĩa là gì đây em? Dạ là bằng nhờ sự nhờ cái ánh sáng của ngọn nến thì cả trái tim và cơ thể đều có thể được nghỉ ngơi. Dịch chưa chuẩn đâu nhá. Không phải dịch cái, bởi vì cái đoạn này nó đang là bổ sung ý nghĩa cho từ hito. Cái người. Bởi vì cái gì người. Đây? Bởi vì đang nhiều lên những cái người mà cố gắng đúng không? Đang cố gắng làm gì? Cố gắng để không có để cho cái cơ thể và trái tim được nghỉ ngơi. Đúng rồi. Bởi vì đang nhiều lên những cái người mà đang cố gắng để cho cơ thể và trái tim được nghỉ ngơi nhờ cái ánh sáng ngọn nến. Chính xác đúng nhỉ? Dùng đồng nghĩa kokoro ya karada o yasumaseyo to suru. Nó chính là gì đây? Nó chính là bằng cái này. Do vậy đáp án đúng sẽ phải là 4 nhá. Hằng có chọn đúng câu này không hả? Em chọn câu 2. Rồi để ý đấy nhá, để ý kỹ đấy nhá. Không là toang đấy. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ sang bài đọc chung này. Bài đọc chung số 1. Chúng ta sẽ ôn từ mới một chút nhé. Các bạn comment cho Sensei những cái từ mà Sensei bôi vàng nhé. Ôn tập chứ không lại chữa nhanh quá các bạn lại chưa chắc đã đọng lại được mấy. Mọi người comment cho Sensei nghĩa của những từ mà Sensei để này. Đó, những từ đấy. Thơ này, Inaka là vùng quê, Tomaru là trọ. Các bạn khác cũng comment đi để ôn đi nhá, chứ không phải là biết rồi xong thôi đâu. Thơm nông thôn trọ, Linh nông thôn trọ lại. Huy nông thôn trọ lại mở mắt thức giấc, Linh tỉnh giấc bị đánh thức. Thơm bị đánh thức. Chúng ta có này, từ đầu tiên là từ Inaka đúng không? Từ Inaka ấy, nó sẽ dùng theo hai kiểu. Thứ nhất, đó là cái cách dùng nhiều nhất đấy là vùng quê, quê mùa nông thôn đấy để trái với lại đô thị. Cách thứ hai còn có nghĩa là quê hương, nhưng mà cái cách dùng quê hương thì ít dùng hơn, người ta dùng từ furusato nhiều hơn hoặc là từ kokyo, nhưng mà vẫn có thể dùng với nghĩa là quê hương đấy, nhưng mà cách dùng nhiều hơn đấy là miền quê, vùng nông thôn. Tiếp theo tomaru đúng nhỉ, là trọ lại này. Mezameta, mezameru là gì đây nhỉ? Mezameru là thức giấc, tỉnh giấc. Okosareta ở đây là đang dùng dạng thể bị động. Động từ gốc là okosu, là đánh thức đúng không nhỉ? Thì dạng bị động sẽ là okosareta, là bị đánh thức. Thì chúng ta sẽ xem cái câu đầu tiên nhé. Musume ga mada sansai no toki inaka no chisana hoteru ni tomatta asa hayaku hitori saki ni mezameta musume ni okosareta. Tức là gì nhỉ? Tức là cái lúc mà con gái tôi mới có 3 tuổi thôi thì chúng tôi đã trọ lại ở một cái khách sạn nhỏ ở một vùng quê. Đấy. Vào một buổi sáng đúng nhỉ? Vào một buổi sáng sớm ấy thì gì đấy? Thì tôi bị đứa con gái nó gì đây nhỉ? Nó dậy trước mình, tôi bị đánh thức. Bởi tiếng con gái gọi này, con gái gọi gì đây? Oto-san hayaku okite ne, okite yo là gì đấy? Bố dậy sớm đi, dậy đi. Đó. Tiếp theo Mada mada me ga samenai watashi wa mou sukoshi toite futon o kaburu. Cái từ kaburu mọi người comment là đắp chăn đúng không? Đúng rồi, đắp chăn, chùm chăn. Còn mũ thì dùng đội đấy nhỉ? Khi mà con gái của mình ấy nó gọi là nó yêu cầu bố dậy sớm đi thì làm sao? Tôi lúc đấy vẫn chưa gì đây nhỉ? Vẫn chưa tỉnh giấc đấy, vẫn nhắm mắt và nói với nó là gì đây? Moskoshi, thêm chút nữa, để tí nữa, và tôi đắp chăn, tôi lại đắp chăn lại. Tiếp này, mọi người comment cho C những cái từ sau nhé. Đó, 5 từ đấy. Thơ Yuyake là bình minh. Linh, tiếng bước chân, sau đó một lúc. Hoàng hôn, bật dậy, bình minh. Thơm này, tiếng bước chân, một lúc. Hoàng hôn, thức dậy, bình minh. Từ đầu tiên, Asioto. Asioto là gì đấy? Tiếng bước chân. Shibaraku shite có nghĩa là một lúc sau. Yuyake, chữ yu này là tượng trưng cho buổi chiều, mà ghép với chữ này thì nó phải mang nghĩa là gì nhỉ? Nó phải mang nghĩa là cái buổi gì đấy nhỉ? Cái buổi bình minh hay hoàng hôn? Hoàng hôn đúng không? Bình minh nó là buổi sáng. Đây là hoàng hôn nhá. Okiagata, okiagaru là bật dậy. Asayake có nghĩa là bình minh này. Rồi bây giờ chúng ta sẽ xem tiếp. Tôi vẫn còn chưa kịp mở mắt. Nó nói với con gái là để chút nữa và tôi đắp chăn. Mado no tokoro e hashite iku musume no ashi oto. Tôi nghe thấy cái tiếng bước chân của con gái tôi, nó chạy về phía gì đấy? Nó chạy về phía cửa sổ này. Oto-san ne kochi e kite. Ne oto-san kire da yo. Yuyake no asa dayo. Nó mới nói với bố là gì đấy? Một lúc sau nó nói với bố những câu như là bố đến đây đi, bố đẹp quá, đúng nhỉ? Cái gì nhỉ? Cái buổi sáng, hoàng hôn, đúng không? Đây, rõ ràng là asa là buổi sáng nhé, lại là dùng từ hoàng hôn. Đấy, thấy chỗ này là bắt đầu sai sai rồi. Tại sao lại sai sai thì các bạn đọc tiếp bạn sẽ thấy này. Kono kotoba ni okiagatta watashi wa nani? Musume no tokoro ni iki mado kara soto o mita. Tôi bật dậy với cái từ đó. Rõ ràng là con gái nó lại nói là buổi sáng gì nhỉ? Buổi sáng hoàng hôn. Thế là phải là buổi sáng bình minh đúng không? Tôi bật dậy với lại cái từ đó của con gái và tôi mới đi đến chỗ con gái, đúng không? Và tôi thắc mắc cái gì cơ? Và tôi nhìn ra ngoài cửa sổ. Soko ni wa akai akai Soraga hirogate ita. Và ở đấy, một bầu trời đỏ rực nó đang hirogaru, nó đang dần dần mở rộng nhé. Utsukushi asayake no sorada. Và nó là một bầu trời buổi gì nhỉ? Bầu trời buổi bình minh rất đẹp. Đấy. Đây, tác giả dùng từ đúng là từ Asayake là bầu trời buổi bình minh. Ne, kirei desho, oto-san. Đây chắc là đánh thiếu cái một chữ y. Đẹp không bố? Bố mới nói là kirei da ne, đẹp. Musume wa mada sansai. Asayake toyu kotoba wa shiranakata ga jibun no shiteru nihongo de me no mae ni hirogaru utsukushii keishiki o jōzu ni tsutaeru koto ga dekita. Con gái tôi ấy, nó mới có 3 tuổi thôi, nó không biết cái từ gọi là bình minh. Đấy, lý do tại sao nó lại dùng từ dùng từ hoàng hôn buổi sáng ấy, là như vậy. Con gái tôi nó không biết cái từ gọi là bình minh. Thế nhưng mà nó làm sao đấy? Nó đã có thể, đúng nhỉ? Nó đã có thể truyền tải một cách rất là khéo léo, rất là tốt cái phong cảnh đẹp mà mở rộng trước mắt nó bằng cái tiếng Nhật mà jibun no shiteru, mà bằng cái tiếng Nhật mà nó biết. Hito wa dare demo kotoba o tsukatte jibun no kimochi o arawasu chikara o motteiru watashi wa sou kanjida. Và tôi cảm thấy như thế này, đấy là con người ấy, ai đi chăng nữa cũng đều có cái năng lực biểu hiện, đều mang cái năng lực biểu hiện cái cảm xúc của bản thân khi mà sử dụng ngôn từ. Đó, vậy bây giờ chúng ta sẽ xem các câu hỏi này nhá. CC sẽ mời các bạn phân tích các đáp án này. Đầu tiên câu số 28, CC mời khuyên nào. Câu 28 câu hỏi là gì em nhỉ? Mosukoshi no ato ni chuzuku koto kotoba wa to shite watashi no kimochi o yoku arawasu no wa dore desu ka? Câu hỏi có nghĩa là gì đấy? Hay cái việc mà thể hiện tốt cái cảm xúc của tôi. Từ từ nào. Ở đây có cái từ kotoba đúng không? Hay. Toshite nhá, là gì nhỉ? Với tư cách. Với tư cách. Với tư cách, hoặc là như là một cái từ mà sẽ gì đây em? Sẽ gì? Tiếp tục. Đúng rồi, sẽ tiếp tục. Sẽ tiếp theo sau cái từ mosukoshi đúng không? Đấy, với tư cách là một cái từ vựng mà sẽ đi tiếp theo cái từ mosukoshi, một câu mà tiếp theo mosukoshi, thì cái nào sẽ thể hiện cái cảm xúc của gì nhỉ? Của nhân vật tôi. Một là gì em? Hayaku okoshite hoshi, muốn đứa trẻ đánh thức sớm hơn. Muốn đứa trẻ đánh thức sớm, đúng hay sai? Sai. Sai, đúng rồi. Cái cảm xúc của ông bố này là gì? Kiểu là vì con nó có thể hiểu được cái truyền đạt được cái chưa đến đấy, mới chỉ là cái đoạn đầu này thôi, là ông ấy đang như nào nhỉ? Đúng rồi, muốn ngủ thêm một chút nữa. Cái nào mà khiến mình nhận ra cái điều đấy nhỉ? Có một dòng ông đắp chăn lại. Đúng rồi, đây futo kaburu, ông đắp chăn này. Đấy. Vậy thì phải là muốn ngủ thêm, như vậy là muốn là nó đánh thức ông sớm là sai. Câu 2. Hayaku okite hoshi, muốn thức dậy sớm hơn ạ. Muốn con gái thức dậy sớm hơn. Đúng rồi, đây phải là muốn con gái thức dậy chứ, muốn đối phương mà. Đây là muốn con gái thức dậy sớm hơn, đúng hay sai? Sai ạ. Sai, đây đang nói về ông đó đúng không? Do vậy là sai. Câu 3, Nesasete hoshi là muốn cho ngủ thêm. Muốn cho ngủ thêm, muốn để cho ngủ thêm đúng không? Đúng ạ. Đúng rồi. Động từ neru là tự động từ nhá, thì biến sang dạng tha ấy, người ta dùng cái thẻ sai khiến. Nesaseru có nghĩa là để cho muốn. Câu đầy đủ sẽ là mosukoshi nesasete hoshi, để cho bố ngủ thêm chút nữa, đúng phải là 3, còn 4. Nenai de hoshi là muốn gì? Không ngủ. Muốn ai không ngủ? Muốn đối phương, đúng không nhỉ? Nenai de hoshi tức là muốn con gái đừng có ngủ nữa. Sai. Như vậy đúng sẽ phải là samba, đúng không? Câu 29. Jibun no shiteru Nihongo ni ataru no wa doreka. Cái nào là cái hợp với lại nội dung mà tiếng Nhật mà cái Jibun no shiteru. Nào xin mời Thơm nào. Đấy. Cái thứ hai ạ. Tại sao lại là thứ hai hả em? Tại vì đứa con gái nó bảo là bố ơi nhìn kìa cái buổi sáng hoàng hôn ấy. Ừ, nó bảo là buổi sáng hoàng hôn đúng không? Ở trên này có nói nhá. Đây, cái này thì chúng ta phải theo dõi xuyên suốt câu chuyện đúng không? Đây, nó bảo là buổi sáng hoàng hôn. Sao ông bố mới ngạc nhiên với cái từ gọi là buổi sáng hoàng hôn? Thì ông mới hiểu ra là à phải là buổi sáng bình minh. Con bé này nó không biết cái từ bình minh nên nó dùng cái từ này. Vậy do vậy xuyên suốt cái câu chuyện này thì cái từ đấy phải là từ gì nhỉ? Phải là từ hoàng hôn. Một là từ gì đấy? À, bình minh ạ. Từ này nó có biết không? Nó không biết. Đúng rồi, từ này nó không biết. Do vậy là dùng từ này là chưa đúng. Số 2 là từ nó biết, chính xác đúng nhỉ? Thế tại sao không phải là từ số 3? Kide. Cái thứ ba là cái nó miêu tả. Đúng rồi, cái đấy thứ ba là miêu tả, còn 4 là cái nó gọi đúng không nhỉ? Thì nó không phải không liên quan đến cái câu chuyện. Do vậy là sai ở 3 với 4 nhá. Đấy, đúng sẽ là nhi bằng. Câu số 30 này, điều hợp với nội dung của đoạn văn này là cái gì? Nào CC mời Huy nào. Alo, Huy đâu rồi? Dạ. Dịch cho Sensei và chọn đáp án nhá. Vâng. Câu 1 là gì em? Câu 1 Watashi wa. Đọc lên cũng được. Watashi wa musume ni okosarete mo nakanaka me ga samezu yugata ni natte zatta okita. Zatto okita. Rồi câu 1 có nghĩa là gì em? Nghĩa là tôi được con gái đánh thức nhưng mà mãi mà không mở mắt được. Cho đến chiều thì tôi mới thức dậy. Nhân vật tôi, khi mà người ta để tôi trong ngoặc kép này thì ý là không phải nhân vật tôi là nhân vật, ý là tác giả không phải là nhân vật tôi mà đang viết về một người khác. Cái nhân vật tôi này ấy, dù được con gái đánh thức thế nhưng mà mãi mà không tỉnh được đúng nhỉ, không mở mắt được, không mở mắt ra được và đến tận gì đấy, đến tận chiều tối mới dậy. Câu này đúng hay sai em? Dạ, sai ạ. Tại sao? Tại vì sau khoảng một lúc thì trong đoạn văn sau khoảng một lúc thì ông bố đã thức dậy ạ. Đúng rồi, do vậy cái này nói đến tận chiều tối là sai nhá. Dạ. Câu số 2. Câu số 2. Watashi wa musume ga shibun no shiteru kotoba de kirena keshiki o chutaeta koto ni kando shita. Tôi thì cảm động. Nhân vật tôi này cảm động với cái gì đúng không? Cảm động với cái việc cái cách truyền tải cái khung cảnh đẹp của bằng cái cảm giác của người con gái. Sao lại bằng cảm giác của người con gái? Làm gì có cảm giác ở đây? Để em nói lại. Bằng cái gì nhỉ? Bằng cái câu từ mà người con gái biết để truyền đạt đến cho tôi. Đúng rồi. Đây, khi mà dịch nhé các bạn lưu ý này. Nó sẽ đây là trợ từ đấy, trợ từ đệ tức là bằng bởi cái đó. Đây, watashi wa xong kando nishita, người cảm động là tôi. Tôi cảm động với cái việc. Đấy, với cái việc gì thì toàn bộ cái việc là việc này. Tôi cảm động với cái việc là đứa con gái ấy, đúng không? Nó đã gì nhỉ? Nó đã truyền tải cái cảnh đẹp bằng cái từ mà nó biết. Thì rõ ràng là nội dung của toàn bộ cái bài này là liên quan đến cái việc này đúng không? Do vậy đúng đáp án của câu 30 sẽ phải là số 2. Câu này Huy chọn đúng không Huy? Hình như em chọn sai gì ạ? Thế à? Câu 3 là mấy? À câu 3 dịch nào? Câu 3 là watashi wa musume ga mado no soto ga uchikushi yuyake de aru koto o shirasete kurete ureshikatta. Con gái thì tôi thì Khi được để ý ra để dịch nhá. Đây, shirasete kurete này, ngắt ở đây một chỗ. Te kureru tức là người khác làm cho mình đúng không? Được. Đấy, vậy thì ở đây ai là người shiraseru? Người bố. Hả? Sao lại người bố? Người con gái. Te kureru là người khác làm cho mình đúng không? Vậy thì phải là người con gái, đúng rồi. Đây. Đấy, vậy thì con gái là người thông báo, còn bố là người vui đúng không? Được. Đấy thì có thể dịch nó sẽ dễ hơn. Tôi vui vì con gái đã thông báo đã cho tôi biết cái việc là ở bên ngoài cửa sổ có cái cảnh buổi chiều tàn đẹp. Câu này đúng hay sai hả Huy? Dạ sai ạ. Tại sao sai? Tại vì cái việc vui của người bố ấy, không phải là cái việc này ạ. Ai bảo? Thế là cái việc nào? Thế là cái việc nào là việc vui của người bố? Cái việc vui của người bố là cái cách truyền tải của người con gái đến cho không hẳn. Câu này bị sai ở một chỗ nào, có ai biết câu này sai ở chỗ nào không? Bạn nào biết không? Giơ tay. Câu số 3 bị sai ở một chỗ nhá. Là yuyake. Đúng rồi. Sai ở cái yuyake đây này. Đấy. Không phải là cái yuyake ấy, chỉ là đứa con gái nó nghĩ đấy là cái buổi hoàng hôn thôi, chứ thực ra cái sự việc không phải là buổi hoàng hôn mà phải buổi bình minh mới đúng. Do vậy cái này là thành sai nhá. Phải là asa yuke mới đúng. Đấy. Câu số 4 nào? Watashi wa musume mo ichu ka jibun no kimuchi o arawasu koto ga dekiru you ni naru darou to yoku omotta. Tsuyoku omotta. Tôi đang nghĩ là tôi đang cái này em dịch khó quá xin xin. Khó chỗ nào nhỉ? Đây. Nhân vật tôi đúng không? Nhân vật tôi đã nghĩ một cách rất là mạnh mẽ là, thì cái đằng trước nó chỉ là nội dung thôi, chỉ là nội dung của cái nó nghĩ là gì thôi. Đây thì vẫn có chủ ngữ đúng không? Chủ ngữ là con gái này, xong đuôi là gì? Đuôi là đà rồi, đây là có lẽ thôi. Xong rồi Nina Rự là học rồi, là trở nên có thể. Đó. Nhân vật tôi đã nghĩ một cách rất là mạnh mẽ là có lẽ là một ngày nào đó con gái có thể gì đây? Có thể biểu hiện cái cảm xúc. Đúng rồi, có thể biểu hiện cảm xúc của bản thân nó. Câu này đúng hay sai? Câu này sai. Không có chỗ nào nói là một ngày nào đó con gái có thể bày tỏ, bộc lộ cái cảm xúc của bản thân nó nhé. Sai. Nói chung toàn bộ cái bài này nói về cái việc là người bố ngạc nhiên khi con gái lại dùng cái từ dùng cái từ hoàng hôn để chỉ cái buổi bình minh đúng không? Nhưng mà ông bố lại rất là cảm động bởi vì là nó đã dùng được cái từ mà tất nhiên là hai cái buổi đấy nó có cái sự tương đồng nhất định. Nó dùng cái từ đấy để nó gì đấy, nó thể hiện cái cảm xúc cái lúc đó của nó. Đấy, đúng nhất sẽ phải là số 2 chứ không phải là ông bố tin là một ngày nào đó nó có thể biểu lộ cái cảm xúc này. Do vậy sai là 4. Wow. Tiếp theo chúng ta sẽ sang bài đọc chung thứ 2 nhé. Bài đọc chung số 2 là một bài đọc về email. Chúng ta cũng làm tương tự này. Đầu tiên sẽ ôn tập một chút cái từ mới nhé. Mọi người comment cho sensei nghĩa của những từ sau này. Đây, những từ mà sensei bôi vào. thơ này, gần đây, liên lạc, sử dụng thuận tiện, ngọc, liên lạc sử dụng thuận lợi, không ngờ tới. Linh, gần đây liên lạc sử dụng hoàn cảnh, tình hình, ý kiến khác. Chúng ta có từ đầu tiên, saikin là gần đây. Thơm gần đây, liên lạc sử dụng thuận tiện ngoài ý. Dendaku là liên lạc. Diyo là sử dụng. Tsugo là gì đấy? Tsugo, bình thường nó hay đi với tsugo gai, tsugo gawarui, nó là tình hình nhá, hoàn cảnh, thường liên quan đến mặt thời gian đấy. Igai ni, nó không phải là ý kiến khác đậu Linh nhá, nó là cái sự bất ngờ, cái sự ngoài ý muốn, cái sự ngạc nhiên. Đấy, thể hiện cái điều mà mình không ngờ tới, không nghĩ tới. Rồi chúng ta sẽ xem đoạn đầu tiên này. Saikin shigoto no rendaku o suru toki ni meiru o riyō suru koto ga ooku narimashita. Có nghĩa là gì nhỉ? Gần đây ấy, khi mà liên lạc trong công việc thì tôi sử dụng mail rất là nhiều. Mail wa jikan o erande yomemasu kara. Bởi vì sao? Bởi vì ấy là mail thì tôi có thể đọc, tôi có thể lựa chọn thời gian để đọc nó. Aite no tsugo ga ii toki ni aite ni yonde morau koto ga dekimasu. Là gì đây nhỉ? À, đối phương họ cũng có thể làm sao đây? Họ cũng có thể đọc email vào trong cái khung giờ mà họ thuận tiện. Đấy, các bạn lưu ý này, ở đây người ta dùng là aite ni yonde morau thì cái người làm sẽ là đối phương, nhưng mà đây là gọi là dùng dạng thức trân trọng ấy, người ta không dùng là aite ga yomu koto ga dekiru mà người ta dùng là ni yonde morau, là đọc cái mail mà mình viết. Đấy, mình nhận được cái việc đối phương đọc nhá, thì có nghĩa là đối phương đọc cái mail này là một cái việc làm thiện chí cho mình. Khi mà đối phương thuận tiện thì họ có thể đọc cái mail mà mình viết cho họ. Shikashi, wakariyasui mail o kaku no wa igai ni muzukashii mono desu. Thế nhưng mà ấy, cái việc mà viết một cái email dễ hiểu là điều khó, lại là một cái điều khó một cách đáng ngạc nhiên, một cách rất là bất ngờ. Yomiyasui mail o kaku ni wa dono yona kufu ga hitsuyo deshou ka. Ở đây có cái từ, ở đây có cái niu ạ. Veru này, veru cộng với lại niu ạ nhá, thì bằng với lại veru cộng với no ni hoặc là tame ni, có nghĩa là để làm điều đó. Để viết được một cái email dễ hiểu, dễ đọc thì cần cái cừ hư. Cừ hư chữ Hán là chữ công và chữ phu, nó có nghĩa là biện pháp, rồi thì cái sự lao tâm khổ tứ suy nghĩ. Ở đây chúng ta dịch là phương pháp cho nó đơn giản dễ hiểu nhé, nhưng mà các bạn hiểu rằng cái công phu ở đấy là sẽ phải gì nhỉ? Sẽ phải vắt óc ra suy nghĩ, rồi thì tìm tòi mày mò. Để mà viết ra được một cái email dễ đọc ấy thì liệu rằng sẽ cần những cái phương thức, những cái cách thức, những cái biện pháp như thế nào đây? Người ta sẽ bắt đầu, người ta trình bày từng cái một ở dưới nhá. Mazu ichi gyo no moji su o ooku shinai de mijikaku kite tsugi no gyo ni susumu you ni shimashou. Đầu tiên ấy là gì đây? Moji là chữ, su là số, ichi gyo là một dòng. Đầu tiên là mình không có để số chữ trong một dòng quá nhiều. Đó. Mà mình làm sao? Mình sẽ cắt ngắn ra, rồi mình gì nhỉ? Mình chuyển sang dòng tiếp theo nhá. Mijikaku kite là cắt ngắn bớt cái dòng đấy ra, và mình sẽ gì nhỉ? Sẽ để cho nó dịch xuống dòng tiếp theo. Soshite hitotsu no nayo kaki owattara tsugi no ichi gyo wa nanimo kikanai de. Xin lỗi, nanimo kakanai de sono tsugi no gyo kara kaki hajimemasu. Thêm nữa ấy, là sau khi mình viết xong một nội dung. Đấy. Thêm nữa này, sau khi mà mình viết xong một cái nội dung nào đấy ấy, thì gì nhỉ? Thì mình không nên viết gì. Đấy. Thì dòng tiếp theo ấy mình không nên viết gì cả, mà mình làm sao? Mình bắt đầu viết ở dòng tiếp theo nữa. Ý ở đây người ta là cách dòng với các bạn ạ. Đấy. Nhưng mà người ta có thể là các bạn nếu mà diễn tả cái từ cách dòng đấy khó cho các bạn nên người ta không dùng cái từ đấy. Mata yakusoku no jikan ya basho nado toku ni juyou na koto wa bunshō no saigo ni mo ichido kaita hoga ii. Thêm nữa, những cái thông tin đặc biệt quan trọng, ví dụ như thời gian hay là địa điểm hẹn ấy, đấy, thì nên viết lại một lần nữa vào cuối của cái đoạn văn, của cái email. Bunshō zenbu kaki owattara jibun no namae to dendaku saki o kakimasu. Sau khi mà chúng ta thì chúng ta viết xong toàn bộ cái đoạn văn, cái email ấy, thì chúng ta sẽ hãy viết cái tên của chúng ta cũng như là cái địa chỉ liên lạc vào. Mail de henji o morau tsumori demo mail address no hoka ni jibun no denwa bango to fax bango mo shirasete okimashou. Là gì nhỉ? Cho dù là bạn chỉ định là gì đấy, nhận cái phản hồi bằng mail. Đấy, thế nhưng mà ấy, bạn cũng hãy thông báo thêm cho người ta biết ngoài cái địa chỉ mail những cái thông tin như là số fax hay là số điện thoại. Đấy, thì đây là cái nội dung của cái bài đọc chung này nhá. Chúng ta sẽ xem này, xin mời bạn Ngọc nào. Câu số 31. Hay. Câu 31 là gì nhỉ? Câu 31 là Kono bunshō de wa meiru ni tsuite dono you ni ite iru ka. Đoạn văn dưới đây thì về mail đúng rồi. Về mail thì họ nói như thế nào? Nó nói như thế nào về email nào? Câu 1 nào. Một là meiru wa chugō no itoki ni okuru koto ga dekite benri da. Mail thì vì là có thể gửi khi mà thuận tiện, đúng rồi, khi mà mình thuận tiện nên là rất là bên đi là gì? Tiện lợi. Câu này đúng hay sai? Quên. Câu này sai ạ. Tại sao? Tại vì là đây cho lên đoạn này nhá. Tại vì cái này nó bảo là có thể chọn được thời gian. Cái này nó bảo là có thể đọc và có thể chọn thời gian. Ở câu này nó bảo này, có thể gửi vào thời gian mình thuận tiện. Có phải là gửi vào thời gian thuận tiện không? Không, là người mà đọc là gì? Mà là đọc người vào đọc. Thời gian mình thuận tiện, đúng không? Đúng. Đọc nhá, yome mascara này. Do vậy là câu này là câu sai. Không phải là gửi vào thời gian thuận tiện. Câu 2. Câu 2 là Meru morata hito wa yomi tai mono o erande yomeru. Cái người mà nhận mail ấy thì có thể chọn, có thể đọc và chọn được cái gì mình muốn đọc. Đúng rồi. Cái thứ mình muốn đọc. Cái người mà nhận mail ấy, họ có thể chọn, đúng không? Họ có thể đọc, có thể chọn đọc những cái thứ mà họ muốn đọc. Câu này đúng hay sai nhỉ? Câu này sai ạ. Vì sao em? Vì cái này là có thể chọn thời gian đọc. Đúng rồi. Vẫn là aite no tsugo ga itoki, người ta có thể chọn cái thời gian mà thuận tiện cho họ đọc chứ không phải là gì nhỉ? Nội dung, đúng không? Do vậy là cái đây bị sai này nhá. Câu 3. Câu 3 là meru wa teide takareta tegami ya fat yori yominikui. Cái mail này thì khó đọc hơn là fax hoặc là thư viết tay. Mà đã được viết bằng tay. Em dịch là thư viết tay nó còn hay hơn là thư mà đã được viết bằng tay, đúng không? Email ấy nó khó đọc hơn là fax hay là cái thư tay. Nào, cái này đúng hay sai? Sai ạ. Có chỗ nào so sánh không nhỉ? Không ạ. Không, đúng rồi, do vậy cái này bị sai nhé. Như vậy 1, 2, 3 sai thì chắc chắn là còn lại là 4 đúng. 4 là gì đây? 4 là Meru wa yomiyasui you ni kufu shite kaita hogai. Cái mèo này thì để mà dễ đọc đi thì nên viết một cách công phu. Cái email để mà dễ đọc thì nên viết một cách công phu. Thứ nhất nhá, để mà làm được cái bài đọc đúng thì các em thứ nhất ấy, sẽ cần loại trừ câu sai, và thứ hai cần phải chứng minh câu đúng. Đấy. Đôi khi là nhiều bạn khi không có thời gian ấy, các bạn ấy loại trừ được câu sai thì các bạn chọn còn luôn câu kia, mặc dù gọi là chưa chứng minh được hoàn toàn, mà tốt nhất là chúng ta nên chứng minh nó đúng thì chúng ta chọn nó sẽ tự tin hơn. Nào, ở trên bài này nội dung nào nói là chúng ta nên có những cái cừ hư khi viết để dễ đọc hơn nhỉ? Đây. Chính là dòng nào? Wakarizasui. À phải. Dòng này hả? Wakarizasui meru orea. Chỗ nào? Không phải. Đây này. Yomiyasui meru o kaku ni wa dono yona kuhu ga hitsuyou deshou ka nhá. Để mà viết được một cái email dễ đọc ấy thì liệu rằng cần những cái biện pháp, những cái công phu như thế nào? Đấy, xong người ta triển khai từng cái một ra. Vậy ý người ta là sẽ cần phải những cái biện pháp công phu đó để viết cho cái để viết được một cái email mà dễ đọc. Như vậy đúng sẽ phải là đáp án số 4. Đấy, chính xác là câu 4 nhá. Câu số 32, Sensei mời bạn Linh nào. Hay. Linh nhá. Câu 32. Kono bunso de ittenai koto wa dore desu, dore ka. Ở cái đoạn văn này thì những cái điều nào mà không nói đến ạ? Đúng rồi, đoạn văn này điều nào không nói đến. Có một là gì nào? Ichigyo ga nagaku nari suginai you ni suru. Là cố gắng không viết một cái dòng dài quá. Nội dung này đúng hay sai? Là đúng ạ, có nói ạ. Đúng rồi, cái này có nói, đúng không? Vậy là có chọn một không nhỉ? Dạ không ạ. Không, các bạn lưu ý là người ta hỏi là câu hỏi đang là ITI này là cái mà không được đề cập đến ấy. Đấy, do vậy là cái một đề cập đến là không chọn nhá. Câu 2. Nibang toku ni hitsuyo na koto wa meru no ichibang saiso ni kaku. Cái mà những cái mà đặc biệt quan trọng ấy thì viết đầu tiên mail ạ. Cái này đúng hay sai hả em? Cái này nó đây, không nói đến. Có phải viết ở đầu tiên không? Dạ. Những cái không ạ. Không đúng không? Người ta khuyên là gì nhỉ? Người ta khuyên là viết lại một lần nữa vào. Đúng ạ. Vào cái no saigo vào cuối cùng cơ, đúng nhỉ? Tức là có thể viết một số lần, lần trước thì chưa biết ở đâu nhưng mà lần sau sẽ viết vào cuối cái email. Cho nên là nói là nên viết đầu tiên là bị sai nhá. Đấy. Vậy thì chọn được luôn đáp án rồi, bởi vì là người ta không nhắc đến cái thông tin này. Như vậy đúng sẽ là Nhi bằng. Câu 3 nào? Hanashi no nayo Chushin de. Chushin đâu? Chushin đâu? Hả? Dạ. Hanashi no nayo Tochu. Hanashi no nayo tochu de kaeru toki wa ichigi o akete oku. Khi mà thay đổi cái nội dung của câu chuyện ấy ạ. Ở gì nhỉ? Ở đâu? Ở tochu đấy là ở đâu? Ở lưng lửng. Đúng rồi, ở lưng chừng, ở giữa chừng. Thì cách một dòng, cách một hàng. Để cách là một dòng nhá. Đúng hay sai? Đúng ạ. Đúng rồi, ở trên này có nói, đúng không nhỉ? Dạ. Đây, minh họa lại này. Cái mà nói là không viết quá dài là đây, đúng không? Cái mà cách một dòng là đây. Câu số 4 nào? nhưng bang Sagoni namae meru adoresu denwa fakusu bango kaku. Cuối cùng, vào cuối cùng thì viết tên, địa chỉ mail, số điện thoại và số fax ạ. Đúng hay sai? Đúng ạ. Đúng đúng không? Đây. Đúng nhỉ? Nói chung toàn bộ cái đoạn này luôn. Như vậy đáp án đúng của chúng ta câu này sẽ phải là nhi bằng. Bởi vì là nó không được đề cập đến, đúng nhỉ? Đấy. Tiếp theo chúng ta sang câu 33 nhé. Câu 33 không biết là có ai đi đọc nội dung của cái câu này không? Kono bunsho ni yoru to shita no meiru wa do naoseba ii ka. Theo đoạn văn trên thì cái email dưới đây nên sửa như thế nào? Đấy. Nào chúng ta sẽ xem. Nào Sensei mời bạn Sensei mời bạn Khuyên nào. Câu này Khuyên chọn đúng không hả Khuyên? Đúng không? Em chọn đúng không? Em chọn đáp án mấy? Câu bao nhiêu đấy thì? Câu số 33. 33, em chọn 2 ạ. Chọn 2 đúng không? Rồi phân tích nhá. Một nào, một là gì đây? Onaji naijo ni chite ni kai kakanai. Không viết nội dung giống, về cái nội dung giống nhau thì không viết hai lần. Về nội dung giống nhau thì không viết hai lần. Nào, có phải sửa cái điều này không nhỉ? Có được viết hai lần tại vì cái điều quan trọng thì đúng rồi, những điều quan trọng được. Chính xác, những cái điều quan trọng thì cần lặp lại. Do vậy là cái đây là cái khuyên sai đúng không? Lời khuyên sai. Câu số 2. Câu số 2 là cái độ dài của một dòng thì ngắn hơn một chút, ngắn hơn nữa. Nên làm ngắn lại cái độ dài của một dòng. Thực ra nhìn là đã biết đúng không nhỉ? Đây, kéo dài ra tận đây. Thực ra đây là gì nhỉ? Đây là cái mà Sensei viết này để cho các bạn còn đọc được ấy, chứ còn văn bản gốc ấy là nó còn dài. Dòng đầu tiên hình như nó còn hết đến tận cái chỗ ma đê này này, đấy, rất là dài. Nhìn cái là biết ngay. Đúng ở đây sẽ phải là 2. Phải làm nội dung của dòng nó ngắn bớt đi chứ không phải là viết dãy dài ra. Câu số 3. Không viết số điện, những cái số fax hay là số điện thoại. Đây là sai bởi vì sao nhỉ? Có viết. Đúng rồi, có viết. Câu số 4. Mở rộng cái dòng. Mở rộng khoảng cách, đúng nhỉ? Giữa dòng với dòng. Sai đúng không? Đây là trình bày theo tiêu chuẩn bình thường rồi nhá. Do vậy là câu 4 là câu sai. Đúng nhất sẽ phải là 2. Tiếp theo này chúng ta sang bài đọc dài. Bài đọc dài thì mọi người sẽ đọc và dịch cho Sensei nhé. Sensei sẽ yêu cầu từng người một. Sensei mời bạn Huy. Huy đọc và dịch cho Sensei đoạn đầu tiên em nhé. Nhưng mà đọc từng câu một và dịch từng câu một nhé. Đoạn đầu tiên. 11月の初めに 名古屋 に 引っ越してきて 1週間が経ちました。Vào đầu tháng 11 thì tôi chuyển nhà đến Nagoya và đã trải qua được 1 tuần. Đúng rồi. Vào đầu tháng 11 này tôi chuyển nhà đến Nagoya và đã 1 tuần trôi qua. Tiếp theo. Watashi wa Nihon ni sundei mô. Ni sundei mô chứ không phải là sundei mộ nhá. Ni sundei mô là của cái hạn minen đấy. Watashi wa Nihon ni sundei mô 2年 ni naru node Nihon ni chite iroiro o chitteru to omotte imashita ga mada shiraranai koto ga kekkou arimasu. Tôi thì cũng đã sống được 2 năm ở Nhật. Tôi là vì đã sống được ở Nhật 2 năm rồi. Cho nên tôi đang nghĩ là biết rất nhiều chuyện về nước Nhật nhưng mà vẫn đang còn rất là nhiều cái việc mà tôi chưa biết. Đúng rồi. Tôi ấy, sống ở Nhật ấy cũng gì đấy, cũng thực ra đây là ninaru, tức là chưa được đâu, sắp được nhá, cũng sắp được 2 năm rồi. Vì vậy mà tôi cứ nghĩ là te imashita này có nghĩa là trước đây người ta luôn nghĩ vậy, bây giờ người ta không nghĩ thế nữa. Trước đây tôi cứ luôn nghĩ là tôi biết rất là nhiều về nước Nhật, thế nhưng thực ra là còn rất là nhiều điều mà tôi chưa biết. Đoạn số 2, sensei mời bạn Tiên. Ừ. 今朝は近くの公園へ散歩に行って、行ってみました。Sáng nay á, thì tôi đã thử đi dạo ở công viên gần nhà. Đúng rồi. Kinohara Akayaki Doni Kawari Totemo kirei deshita. Cái lá của cây á thì đang đổi thành màu vàng và đỏ. Rất là đẹp. Đúng rồi. Aruite iru to toku ni shiroi yuki no yona mono ga takusan tsuite iru ki ga miemashita. Tôi đã nhìn thấy cái cây từ nào vế này chưa dịch này. Aruite iru to là gì nhỉ? Khi mà đang đi á. Đúng rồi, khi mà đang đi bộ ấy. Khi mà đang đi bộ thì tôi đã nhìn thấy cái cây mà ở đó nào tsuite đây có biết là gì không? Tsuite gắn đính đúng không? Đúng rồi, gắn đính. Tôi đã nhìn thấy một cái cây mà gì nhỉ? Mà một cái cây ở đâu? Ở cái tô cứ nhĩ ở đằng xa nhá. Ở đằng xa. Một cái cây ở đằng xa có gắn rất nhiều. Có gắn rất là nhiều những cái thứ giống như là tuyết trắng. Đúng rồi. Lúc mà tôi đang đi bộ ấy thì tôi đã nhìn thấy một cái cây ở đằng xa mà nó có đính kèm, có gắn kèm rất là nhiều cái thứ giống như là tuyết trắng vậy. Tiếp nào. Nanika to omote chikaku ni itte miru to sore wa sakura ni nita chisana hana deshita. Tôi nghĩ là cái gì vậy nhỉ? Đúng rồi, nanika to omote, tôi nghĩ cái gì vậy nhỉ? Khi mà thử đến lại gần á, thì cái đó là hoa nhỏ giống như là hoa sakura. Đúng rồi. Rồi ở cái phần của bạn là Tiên có một cái phần gạch chân nhá. Bây giờ chúng ta sẽ xem có phải là phần gạch chân của câu đầu tiên không? Câu 34. Rồi Tiên sẽ lo luôn câu 34 nhá. Câu 34 là gì em? Dạ vâng. Câu 34 là họ hỏi là có cái từ gạch chân là khi mà tiến lại gần á thì cái việc mà tiến lại gần là như thế nào ạ? Tại sao lại là tại sao lại tiến lại gần. Thử đến gần. Có viết khi mà các bạn thấy cái giọng gạch chân toa từ thì các bạn dịch có viết như thế nhá. Có viết là thử đến gần. Tại sao lại thử đến gần như vậy? Nào, một là gì đấy? Câu 1 là vì đã nhìn thấy ở gần hơn cái lá của cây đẹp. Bởi vì đã nhìn thấy hả? Thật đã nhìn thấy không? Đã nhìn thấy phải là mi đã muốn nhìn ạ, muốn nhìn hả? Rồi, bởi vì đã muốn nhìn ở gần hơn cái lá của cây đẹp đó, đúng hay sai? Sai ạ. Sai, đúng rồi, không phải là muốn ngắm lá đúng không? Như vậy là sai nhá. Câu 2. Câu số 2 là vì muốn biết cái gì ở muốn biết tên của cái cây mà hoa trắng đấy là cái gì ạ? Đúng rồi. Chứ không phải là muốn biết cái gì đâu, muốn biết tên. muốn biết tên của cái cây có hoa trắng đấy là gì. Câu này đúng hay sai? Sai ạ. Tại sao sai? Tại vì là nó... Câu này có... Xin đoán là câu này có vài bạn chọn đáp án 2 ấy. Có bạn nào trong đây chọn 2 không? Không, vậy chắc các bạn đúng hết câu này rồi. Nào, Tiên giải thích tiếp nhá. Không phải là muốn biết tên của cái cây, tại sao lại điều đó? Mà họ mà người ta tiến lại gần để người ta nó có cái dòng nào nhỉ em nhỉ? Cái dòng mà đây này, nani ka to omote. Tôi nghĩ là cái gì vậy nhỉ? Vậy thì cái gì vậy nhỉ? Nó phải là cái nội dung ở đằng trước đúng không? Mà nội dung đằng trước là nhìn thấy gì đấy? Nhìn thấy một cái cây mà có gì? Có gắn rất nhiều cái thứ màu trắng. Như tuyết đúng nhỉ? Giống như tuyết trắng. Vậy thì người ta mới tò mò là phải tò mò cái thứ màu trắng này. Đúng rồi, chứ không phải là cái tên nhá. Do vậy là cái câu này là bị sai ở 2, không phải là namae loại. Câu 3. Câu 3 là vì muốn nhìn thấy tuyết ở số 3 là ở cạnh, ở gần. Ở cạnh, đúng, ở gần hơn ạ. Đúng hay sai? Sai ạ. Sai đúng rồi, có phải tuyết thật không nhỉ? Không ạ. Không. Câu đúng là câu 4 đúng không? Dạ. 4 là? Câu 4 là vì muốn biết cái màu trắng là cái gì ạ? Đúng rồi, đáp án chính xác là Yom bằng nhá, đang số 4. Đấy. Như vậy là chúng ta đã giải quyết được 2 đoạn và một câu hỏi này. Đoạn tiếp theo, sensei mời bạn Linh nào. Hey. Thori kakata hito ni nan no ki desu ka to kiku to sakura desu yo. Shiki-zakura to itte, aki kara fuyu ni saku no desu. Khi mà... Chưa hết câu đâu. Dạ. Chưa hết câu. Oshiete kuremashita. Khi mà hỏi cái người đi qua đường là cái cây này là cái cây gì vậy? Đúng rồi. Thì tôi đã được... Thì họ đã chỉ cho tôi là nó là cây Shiki-zakura, biết dịch là gì? Nó là không sakura. Trước hết là sakura đúng không? Trước hết nó là sakura đấy, nó là Shiki-zakura. Shiki là tứ quý nhá, tứ quý là 4 mùa, cây đào 4 mùa. Nó là cây đào 4 mùa. Khi mà từ mùa thu chuyển sang mùa đông thì nó sẽ nở. Thật không? Thật là khi mà từ mùa thu sang mùa đông nó sẽ nở không? Nó nở từ mùa gì nhỉ? Nó nở từ mùa thu sang mùa đông. Tức là nó nở trong cả mùa thu ấy. Thôi. Sao nghe kiểu... Em đang nghĩ đến cái cây mà ngày xưa ở trên vùng Aichi kia, nó cũng có một cái vùng ở trên Ý, nó cũng có cái hoa anh đào này. Thế à? Nó có màu trắng như thế này hả? Đúng rồi, cái lúc mà hoa, khi mà cái mùa lá đỏ nó chuyển mùa ấy sensei, thì cũng cái vùng đấy nó có một hoa anh đào nở trái mùa đấy. Vậy có khi là chính là cái cây này luôn đấy. Vâng, thế nhưng mà mọi người có hả? Nở từ mùa thu đến xuyên suốt mùa đông nên em mới đang ngẫm ngẫm. Ý người ta ấy là từ mùa thu sang mùa đông thì có thể là gì? Có thể là đoạn gần cuối thu và đến đoạn gần đầu đông thì nó vẫn là từ mùa thu sang mùa đông còn gì, đúng không? Tiếp. Sakura wa haru ni dake saku to omotte ita node totemo bikkuri shimashita. Tôi cái hoa sakura ấy thì tôi nghĩ, bởi vì tôi nghĩ là nó chỉ nở vào mùa xuân thôi nên là tôi đã rất ngạc nhiên ạ. Đúng rồi. Câu số 2 lại có cái gạch chân tiếp, chắc chắn là lại có câu hỏi rồi. Nào câu 2, Linh phân tích đáp án và câu hỏi nhé. Ở trong câu có cái đoạn, có cái câu là rất là giật mình ấy. Tại sao lại giật mình? Vì sao lại vậy? 1秋に咲く種類の桜があることを知ったから. Bởi vì đã biết được một chủng loại của hoa anh đào nở vào mùa thu ạ. Câu này đúng hay sai? Dạ em thấy đúng ạ. Tại sao lại đúng? Dạ trên câu nó có viết ạ. Ở trên câu có viết à? Đây người ban đầu nhá là tác giả gì nhờ? Tác giả cái bạn này bạn nghĩ là chỉ nở vào mùa gì đây? Chỉ nở vào mùa xuân thôi mà lại có cái loại mà gì đây nhỉ? Được nở vào mùa thu như thế này. Do vậy đây là đáp án chính xác, đúng rồi đáp án 1. Câu 2 nào? Niban iroiro na iro no sakura ga aru koto ga wakatta kara. Bởi vì đã biết được rất là nhiều màu sắc của hoa sakura. Bởi vì biết được rằng đúng không nhỉ? Bởi vì biết được rằng có rất là nhiều màu sắc của hoa anh đào, đúng hay sai? Sai ạ. Sai vì sao? Không có nói đến ạ. Đúng rồi, không nói đến là người ta biết nhiều màu. Câu 3. Sakura wa haru ni dake saku to iu koto ga wakatta kara. Bởi vì đã biết được cái việc là hoa sakura chỉ nở vào mùa xuân ạ. Đúng hay sai nhỉ? Sai ạ. Sai. Tại sao sai? Đây là cái suy nghĩ của người này thôi ạ. Đúng rồi, chứ không phải là anh ta biết được cái điều này đúng không? Do vậy đây là câu sai. Câu 4. Tori kakata hito ga sono sakura no yu namae o shite itakara. Bởi vì cái người qua đường ý, biết cái tên của loài hoa anh đào đó. Bởi vì người qua đường này biết tên của loài anh đào đấy, đúng hay sai nhỉ? Sai ạ. Cũng sai, đây không phải là nguyên nhân khiến người này ngạc nhiên giật mình nhá. Đấy. Thế câu số 3 nếu như Sensei sửa là Sakura wa haru ni dake saku to omotta kara thì đúng hay sai? Là đúng ạ. Đúng rồi. Nếu là viết là vì đã nghĩ là hoa anh đào chỉ nở mùa xuân thì giật mình là đúng không? Nhưng mà nói là bởi vì biết được rằng cái việc này, cái việc người ta nói rằng nó chỉ nở mùa xuân là sai nhá. Đây là việc người này nghĩ không phải là hiểu được cái điều đó, nó vậy sai. Đấy. Tiếp theo đoạn số mấy nhỉ? Đoạn số 1, số 2, số 3, đoạn số 4 này. Đoạn số 4 Sensei mời bạn Hằng nào. Hey. Koen o deru to kisaten ga atta no de haite mimashita. Khi đi ra khỏi công viên thì bị gặp một quán giải khác ạ. Quán nước nên tôi đã vào thử. Kohito tosto o tanomu to uein toresu ni morning sabisu ni shimasu ka to kikaremashita. Tôi đã chọn cà phê và bánh mì. Tosto là gì biết không? Bánh mì nướng. Bánh mì nướng nhá. Cái bánh mì mà người ta hay kẹp, người ta hay cắt thành từng lát mỏng ấy, xong người ta có một cái lò nướng, xong người ta cho vào đấy, người ta nướng. Sandwich à? Được. Cũng không hẳn là sandwich. Nó là cái bánh mì nướng mà ăn kèm với mứt hoặc là thịt nguội ấy. Còn nếu sandwich thì người ta dùng cái từ sandoichi rồi. Sau khi tôi chọn cà phê và bánh mì nướng thì tôi được cái này là nhân viên hả anh chị? Ue Torres đây là gì đây? Là cái người bồi bàn, người phục vụ. Đây là nữ phục vụ nhá. Dạ tôi được người phục vụ nữ phục vụ, nữ nhân viên hỏi là có muốn chọn cái dịch vụ vào buổi sáng hay không? Đúng rồi. Morning đúng không? Có muốn chọn dịch vụ vào buổi sáng không? Watashi ga imi ga wakaraizu ma damatte iru to uesutoresu wa asa yuichi ji made ni kohi ka kocha o tanomu to muryō de tosto o トーストと卵とサラダがチキンですと説明してくれました。Tôi không hiểu vì không hiểu cái ý nghĩa nên đã im lặng. Thì cái nhân viên đó đã giải thích cho tôi là buổi sáng thì cho đến lúc 11 giờ thì khi mà chọn cà phê hay là nước trà thì sẽ được miễn phí trứng hoặc là salad vào cái bánh mì nướng mà. Miễn phí cả ba luôn chứ không phải là tức là được ba cái này miễn phí luôn đấy. Đúng nhỉ, tô. Khi mà đặt khi mà gọi cà phê hoặc là trà hồng trà, trà đen tính đến trước 11 giờ sáng ấy thì sẽ được gì nhỉ? Sẽ được tặng kèm miễn phí salad, trứng và bánh mì nướng. Đấy. Xem là có cái câu hỏi gì không nhỉ? À không, chưa. Rồi bạn Hằng Phát được câu hỏi này. Tiếp theo này, đoạn còn lại nhá, cũng chỉ còn một đoạn thôi. Nào xin xem mời Ngọc nào. Hey. Korewa Nagoya. Korewa Nagoya de hajimatta sabisu nado daso desu. Nano daso desu, không phải nado nha. Nano daso desu. Nano daso desu. Cái này thì nghe nói là một dịch vụ đã được bắt đầu ở Nagoya. Bắt đầu ở Nagoya. Watashi wa sono toki made kissaten ni sono yona sabisu ga aru koto o shirimasen deshita. Tôi thì đã không biết cái việc có cái dịch vụ như thế ở Kissaten cho đến lúc đó, tức là cho đến khi mà được người ta giải thích cho ấy, đúng không nhỉ? Thì tôi vẫn chưa biết là có cái dịch vụ như vậy ở quán nước, ở quán giải khát. Tiếp. Naka ga suite ita no de totemo ureshikatta desu. Thì là bụng tôi đói nên là tôi đã rất là vui. Vì tôi lúc đấy bụng đã rất là đói nên tôi rất là vui. Chắc chắn đây sẽ có câu hỏi này. Nào Ngọc phân tích cho tôi câu 36 nhá. Câu hỏi và câu trả lời. Có cái câu là totemo ureshikatta desu. Thì cái việc vui là cái gì? Có viết một dòng là rất vui. Vậy vui với điều gì? Một là kohi dai dake de tosuto nado mo taberareta koto. Là chị mất tiền cà phê nhưng mà cũng có thể ăn được bánh mì nướng. Câu một là chỉ, đúng không? Chỉ mất tiền cà phê thôi mà được ăn cả bánh mì nướng. Câu này đúng hay sai em? Câu này đúng ạ. Câu này đúng bởi vì đáp án thì cho là vậy hả? Hay là em chọn đúng câu này? Câu này em chọn đúng ạ. Câu này chọn đúng hả? Được. Rõ ràng là người ta giải thích cho cái dịch vụ đấy là gì rồi, đúng không nhỉ? Người ta bảo là gì? Nếu mà gọi cà phê hay hồng trà vào trước cái khung giờ 11 giờ đấy thì sẽ được những cái thứ này miễn phí. Do vậy là vui bởi vì chỉ mất tiền cà phê mà được ăn bánh mì miễn phí. Câu số 2. Câu số 2 là Uningu sabisu to iu no ga nanika wakata koto. Là cái việc là đã hiểu được cái dịch vụ buổi sáng ấy thì đã có thể hiểu. Nó là cái gì? Nanika mà. Nó đã có thể hiểu được đó là cái gì? Hiểu được cái việc người ta nói cái dịch vụ buổi sáng là cái gì. Có phải vui vì vậy không nhỉ? Không. Sai nhá. Câu số 3. Câu số 3 là Nagoya. Nagoya Shichu. Nagoya Shichu. Đây là Shichu à? Đây là cả ba, cả cái này là Nagoya rồi. Nagoya này. À, vâng. Nagoya de morning tatsu ga umareta koto. Là cái việc là cái dịch buổi sáng ở Nagoya thì đã được ra đời, đã được sinh ra, có đúng không? Không phải vui vì vậy nhá. Không ạ. Sai. Câu số 4. Câu số 4 là Tosuto o tanodara kohi ga tada de nometa koto. Là sau khi mà nếu mà đặt bánh mì thì có thể uống cà phê. Tada de có biết là gì không? Tada de. Có ai biết tada de là gì không? Lớp mình. Tada de bằng cái gì mọi người? Murio ạ. Đúng rồi. Tada de bằng murio nhá. Miễn phí. Tada. Tada de bằng murio de. Sau khi đặt bánh mì nướng miễn phí, à xin lỗi, đặt bánh mì thì được uống cà phê miễn phí, đúng hay sai? Sai. Sai, bởi vì sao? Tại vì là chỉ mất tiền cà phê có thể uống ăn miễn phí bánh mì. Bởi vì phải ngược lại mới đúng không? Giải thích ngắn gọn là như vậy nhá, bởi vì ngược lại mới đúng. Rồi như vậy sẽ phải là 1. Chúng ta quay trở lại cái câu này nhá. Đây mọi người nhìn thấy này, câu hỏi tại sao? Thì các bạn thấy này, ở đây có nô đệ. Đấy. Thì đây chính là nguyên nhân khiến người ta vui. Nguyên nhân là bởi vì bụng tôi đang rất đói mà tôi lại được cái này. Vậy thì nó phải liên quan đến cái việc ăn uống. Đấy. Mà ăn uống trình bày chính xác nhất sẽ phải là đáp án số 1. Cái 4 cũng là về ăn uống đúng không? Nhưng mà sao? Nhưng mà cái này là bị ngược thông tin. Còn 2 và 3 ấy không phải là người ta vui. Bởi vì những cái sự việc này nó không liên quan đến cái việc được ăn, được thưởng thức. Do vậy là sai. Còn một câu cuối cùng này. これからまたどんな経験ができるかとても楽しみです。 Tức là từ nay về sau ấy thì tôi đang rất là mong đợi, trông đợi là liệu rằng mình sẽ được trải nghiệm những cái thứ gì nữa đây, những cái điều gì nữa đây. Đấy, chúng ta còn một câu cuối cùng là câu 37. Câu 37 Sensei mời bạn Thơm nào. Hai. Kono bunso o kaita hito wa Nihon no sekatsu ni tsuite do omoteru ka. Là cái người mà viết cái đoạn văn này thì có cái suy nghĩ như thế nào về cuộc sống ở Nhật? Đúng rồi, người viết đoạn văn này thì có suy nghĩ như nào về cuộc sống ở Nhật? Câu 1 nào? Câu 1 là Mada iroiro na hakken ga dekiso de omoshiroi. Có lẽ là có thể phát hiện ra được còn nhiều cái nữa nên là rất thú vị. Đúng hay sai hả em? Đúng ạ. Đúng. Chỗ nào thể hiện điều đó nhỉ? Câu cuối. Câu cuối luôn đúng không? Chính xác. Người ta dùng đồng nghĩa đúng không nhỉ? Chỗ nào là omoshiroi? Omoshiroi là tanoshimi. Đúng rồi, tanoshimi nhá. Đấy. Các bạn lưu ý cho Sensei nhá. Cái từ đồng nghĩa ấy, N3 thì bắt đầu manh nha rồi, nhưng mà N2 sau này nếu các bạn học N2 ấy, thì dùng cực nhiều từ đồng nghĩa. Nó là một phần rất là quan trọng của cái phần đọc hiểu đấy. Dùng rất nhiều cái từ đồng nghĩa để diễn đạt cái quan hệ ở đoạn văn và dưới đáp án. Đấy. Khi mà người ta dùng nhiều từ đồng nghĩa thì chúng ta hãy đặt câu hỏi là liệu rằng đấy có phải đáp án chính xác không? Người ta dùng rất nhiều. Đáp án đúng ở đây sẽ là đáp án số 1. Câu số 2. Odoroku koto wa kekkou atte ochichukanai. Vì là có nhiều cái điều bất ngờ. Đúng rồi, bất ngờ, đáng ngạc nhiên. Nên là không thể bình tĩnh. Không thể bình tĩnh được. Đúng hay sai nhỉ? Sai, không nói đến. Đúng rồi, không nói đến, không nói cái Ochizuka này. Câu số 3. Zibun no kuni to niteru koto wa tokoro ga atte tanoshi. Vui vì là có cái nơi mà giống với lại đất nước của mình. Vui bởi vì có cái có những cái điểm nhá, không phải cái nơi đâu. À, địa điểm. Những cái chỗ. Không phải là cái địa điểm thì sẽ khác gì nơi. Tokoro nó gọi ở đây nó là những cái chỗ, những cái nét mà giống với đất nước mình, đúng hay sai nhỉ? Sai, không nói về đất nước của mình. Đúng rồi, không nói. Câu 4. Wakaranai koto wa takusan atte sekatsushi nikui. Khó sống vì là có nhiều điều mà không biết. Đúng hay sai? Sai. Sai đúng không? Không đề cập. Nào đoạn văn dài Thơm đúng mấy câu hả Thơm? Đoạn văn dài em đúng hết, lần này em may. Đúng hết là được 16 điểm đấy, đúng không? Nếu mà các bạn thấy một cái câu tận 4 điểm, cho nên là nếu mà một cái đoạn văn này đúng hết là đã được 1 phần mấy của số điểm rồi. Hơn 1/4 của số điểm thi rồi đấy. À, gần 1/4 chứ. Rồi chúng ta sang bài cuối cùng nhá, là bài tìm thông tin. Nào, trước hết là sẽ hỏi là có ai đúng hết 2 câu tìm thông tin không nhỉ? Comment nào, ai đúng hết cả 2 câu thì comment. Chả nhẽ không ai đúng hết à? À đây. À nhiều. Khuyên này, Thơm này, Tiên này, Linh này, Thơ này. À, như vậy là cũng tương đối. À, ai nữa? Huy không nhớ à? Rồi chúng ta sẽ xem nhé. Đoạn tìm thông tin thì chắc chắn là sẽ không có thời gian mà ngồi mà đọc mà dịch hết, đúng không? Chúng ta chỉ cần tìm thông tin, chúng ta làm nhanh nhưng mà phải chính xác. Nào Sensei mời bạn Huy nào, đọc và dịch cho Sensei câu hỏi 38. Moto sẵn quá. Không phải moto. Gen đó là gen sẵn. Gen sẵn quá. Raishu no Mukyobi no gogo ni Rokusho Kurabu no Katsudo o Okonau Kaijo o Shirabete iru. Sagasite iru. Kansa wa 30 m. Từ dịch luôn đi em. Nguyên thì đang tìm kiếm cái hội trường để cái hoạt động tổ chức buổi đọc của câu lạc bộ, đúng không? Câu lạc bộ đọc cái gì đấy? Thiếu còn gì nữa? Còn cái thông tin về thời gian rất quan trọng, đúng nhỉ? Nó sẽ là cái mà chúng ta cần phải đặc biệt lưu ý. Bạn Nguyên thì đang tìm kiếm cái hội trường để tổ chức cái hoạt động của cái lớp học đọc. Không, Kurabu có phải là Kurabu đâu, Kurabu là club, là câu lạc bộ, câu lạc bộ đọc sách. Câu lạc bộ vào buổi chiều của thứ 5 tuần sau. Đấy, cái thông tin này rất quan trọng này. Thời gian này, tiếp. Sankasa wa 30 名 程度 de muryō wa hitsuyō nai no de nomimono dake katte motte ikitai gensan no kibō ni au basō bai. Kaijō wa ikutsu aru ka. Những câu này làm đúng. Nào. Hitotsu. Không, từ đã dịch cái này đâu, cái đáp án này thì cần gì phải đọc hả Huy? Dạ. Nào, cái này là gì đây? Trình độ không phải trình độ đâu. Khoảng tầm 30 người. Tê độ nên nó bằng gurai nhá. Vâng. Nào, sankasha wa 30 名 gurai, tê độ tức là người tham gia thì khoảng 30 người. Cái không mưa điều đi mà. Đồ ăn thì không cần thiết. Đúng rồi, đồ ăn không cần thiết, cho nên là chỉ cần là muốn mang đồ uống đi theo. Muốn mang á? Muốn mua đồ uống đi theo. Chỉ muốn mua nước thôi, đúng không nhỉ? Không cần đồ ăn, chỉ muốn mua nước mang đi thôi. Đấy. Và câu hỏi là cái có mấy cái hội trường mà phù hợp với lại cái nguyện vọng của bạn này. 1, 2, 3, 4. Đấy. Nào, vậy thì chúng ta sẽ phải để ý từng cái điều kiện người ta đưa ra này nhá. Thứ nhất là số người tham gia là khoảng 30 người. Thứ hai là gì nhỉ? Thứ hai là không cần đồ ăn. Đúng rồi, chỉ là đồ uống. Đấy, ba cái này sẽ giúp các bạn chọn ra được đáp án. Thì sang đây nhá. Nào Huy phân tích nhá. Cái một có thỏa mãn không em? Cái một thì 100 người. Không ạ. Tại sao không? Đợi chút ạ. Cái 38 mới chọn 1 mà. Có. Em chọn 1 thì chắc chắn là em chọn 1. Đây là đếm số cơ mà Huy, chứ không phải là 1 2 hay 3 hay 4 đâu. Nó có mấy cái thỏa mãn. Em chọn 1 tức là có một cái, hiểu không? Chứ không phải là chọn ra cái này. Đấy. Như vậy bây giờ mình phải xét từng cái điều kiện một, đúng nhỉ? Đầu tiên này, chiều thứ năm thì sẽ được những cái nào, loại thế nào? Cái này là loại ạ, bởi vì là nhất thiết phải mua cái đồ, phải gọi đồ ăn. Đúng rồi, đây. Kanarazu ryo o chumon shite kudasai. Loại bởi vì phải gọi đồ ăn, đúng không? Wow. Đấy. Loại rồi bỏ qua luôn. Loại 1 bỏ qua, không đếm, đúng không? Vậy số 2 nào? Số 2 thì phí tham gia 10 đến 20. Cái này thỏa mãn. Cái 2 thỏa mãn không? Cái đồ ăn phải mất 1/5. Ai bảo? Một người ạ. Ai bảo? Nomimono dake no chumon demo ryo dekimasu cơ mà. Tức là chỉ cần gọi đồ uống là được, còn đây là cái ý là nhá, tiền đồ ăn đồ uống thì là bằng một người bằng này, nhưng mà chỉ gọi đồ uống không cũng được, tức là không cần đồ ăn. Vậy cái điều kiện đồ ăn là đúng rồi. Nhưng mà cái này nó không thỏa mãn bởi vì cái gì? Một cụm zombie rồi đây, đúng không? Đúng rồi. Không thỏa mãn vì điều kiện thời gian. Ngày nghỉ của cái nơi này là gì đây? Là vào thứ năm, đúng cái ngày hoạt động. Do vậy 2 không được. Tiếp 3 nào? 3 là 11 đến 2. Không được ạ. Cái đồ ăn vẫn phải gọi ạ. Đúng rồi, đồ ăn vẫn phải gọi. Đấy. Nó lại không có cái đáp án nào là không cái nào thỏa mãn nhỉ? Im cho thêm cái không cái nào thỏa mãn thì có phải hay không? Như vậy là 1, 2, 3 không thỏa mãn thì đương nhiên chỉ còn 4 thôi. Bây giờ chứng minh nhá. Thời gian thỏa mãn không nhỉ? Có. Số người? Số người có 30 người đây, 40 người rồi. Đúng rồi. Đồ ăn? Đồ ăn có luôn đúng không? Có luôn. Đấy, chư môn đề kimasen không thể gọi, không thể đạt được đồ ăn. Đấy, như vậy là 4 là thỏa mãn. Nhưng mà đừng có ai lại thấy 4 thỏa mãn lại chọn 4 này là toang, đúng không nhỉ? Thì tốt sự chỉ có một cái thôi. Đấy, nhiều khi là chọn ra đúng rồi mà lại đến mức gọi là đã nấu xong cơm rồi, cơm chín rồi lại đi đổ ụp nó cái. Hàng à. Vui quá ta. Rồi tiếp theo câu 39 này. Nào câu 39 nào Hằng trả lời cho anh xem nào. Mai-san wa tomodachi kara kouyū kai no kaizō o sagashite hoshii to shita no memo o watasareta tomodachi no kibō ni aü basu. Được rồi. Bạn Mai thì kouyū kai giao thông. Cô Điêu Ca là buổi giao lưu. Bạn Mai được gì đây? Bạn Mai từ sao đã chưa gì đã nhảy vào đây dịch rồi hả Hằng? Dạy dịch như nào? Bạn Mai được trao cho một cái tờ memo. Là từ người bạn là muốn tìm cái hội trường cho buổi giao lưu, cái hội giao lưu thì cái nào là phù hợp với nguyện vọng của cái người bạn đó. Đây là cái memo đúng không? Nào, dạ. Nội dung memo là gì nhỉ? Nội dung memo là vào buổi trưa của ngày thứ Bảy tuần sau. Buổi trưa thứ Bảy tuần sau. Số lượng người là khoảng 20 người. Từ cái nhà ga đó thì đi bộ khoảng dưới 20 phút. Đúng rồi, trong vòng 20 phút trở lại đúng không? Đi bộ từ nhà ga Yasumi đúng không nhỉ? Yasumi. Ừ. Tiếp. Đồ ăn, cái đồ ăn thì từ khoảng trong vòng 2 sen. Ừ, đồ ăn có thể gọi trong vòng 2 sen. 1, 2, 3, 4. Đây mới là chọn là cái. Trên đây là đếm nhé. Còn cái này là cái nào thỏa mãn. Bây giờ chúng ta sẽ xét này. Nào, thứ nhất này, điều kiện về thời gian. Cái này thỏa mãn không? Cái một thỏa mãn điều kiện thời gian không? Dạ, mình nghĩ là dạ thỏa mãn. Thỏa mãn đúng không? Đúng rồi. Tức là khi mà các em xét ấy, Sensei nghĩ các em không nên gọi là xét luôn các trường hợp mà chỉ đi từng cái điều kiện một xong là loại trừ thì nó đỡ bị sót. Câu 2, thỏa mãn điều kiện thời gian không? Dạ thỏa mãn. Thỏa mãn đúng rồi. 3. 3 thỏa mãn luôn. 4. Thỏa mãn. Đúng rồi, như vậy là 4 cái này đều thỏa mãn điều kiện thời gian. Đấy. Tiếp theo xét đến điều kiện thứ hai nhé, là gì nào? Điều kiện về số người. Nào, số người này là 20, 1 thỏa mãn không nhỉ? Dạ có. Có. 2. Có. Có. 3. Có. Có. Và 4. Có. Như vậy hai cái đầu tiên là chưa loại được cái nào hết. Đấy. Tiếp theo số 3 là gì đây? Là đi bộ trong vòng 20 phút. Chắc chắn là cái này phải loại được một vài cái. Cái đầu tiên loại được gì? Loại bởi vì sao? 30 phút gạch đi, 1 không được. 2. 2 thỏa mãn. 2 thỏa mãn đúng rồi, 15 phút này. 3. 3 thỏa mãn. 3 thỏa mãn không? Có. 3 thỏa mãn đúng rồi, 10 phút. 4. 4 cũng được ạ. Đúng rồi, 4 cũng được. 4 cũng được. Bởi vì là nó 20 phút đúng không nhỉ? Như vậy là loại được một cái. Vậy thì còn tiếp theo là đồ ăn. Nào, số 2 được không nhỉ? Dạ. Số 1, số 2 được ạ. Số 2 được, bởi vì dạ. Sao nhỉ? Một người chỉ tốn 1,5 sen ạ. Đúng rồi, một người chỉ tốn 1,5 sen, như vậy là 2 ok. Mà chọn được 2 luôn rồi, còn gì nữa, đúng nhỉ? Vậy thì loại trừ tiết để chắc chắn là những cái còn lại sai đã nhé. 3 sai vì sao? Dạ, 3 sen. Đúng rồi, 3 sen. 4. 4 1 giờ là 1 yên, nhưng mà ở trên cái chỗ này hình như là nó phải từ 4 giờ để đến 4 giờ. Đâu, chỗ nào 4 giờ? Cái câu đầu á em cái phần dạ Rio qua. Không, đây là chỉ là Dio đi thôi, hàng chỉ là món ăn thôi mà. Vậy mà em loại cái đó nhờ cái đó. Cái 4 có đặt được đồ ăn không? Không. Chư môn dekimasen. 4 là còn cái câu trên là sao Sensei? Cái câu Rio qua Yonji Kamade. Yonji Kamade tức là sử dụng tối đa là 4 tiếng. Nó không liên quan bởi vì là vậy em lại nhanh lên mới nghe. Thế à? Không phải nhá, đây người ta bảo là cái tiền đồ ăn thôi, người ta chỉ tính đến tiền đồ ăn thôi. Đấy, do vậy là gì nhỉ? Do vậy là câu số 4 không thỏa mãn bởi vì không gọi được đồ ăn. Đấy, như vậy là chỉ có cái số mấy thỏa mãn? Số 2. Thì cái số 2 thỏa mãn thôi. Đáp án đúng của chúng ta sẽ là đáp án số 2. Đấy. Cẩn thận hơn những lần sau nhá. Chưa? Em đúng cả 2 câu rồi ạ. Huy đúng cả 2 câu à. Rồi. Như vậy hôm nay chúng ta đã chữa xong thì chắc là sau khi chữa xong thì mọi người thấy là nó cũng không phải là quá khó đúng không? Chỉ là lúc đấy tự nhiên trời đất quỷ thần sai khiến thế nào tự nhiên lại không phát huy được hết khả năng của bản thân đúng nhỉ? Thì nói chung là điều quan trọng là sau khi xem chữa thì các bạn hãy hãy gọi là xác nhận lại những cái điều mà mình hay sai hay nhầm lẫn khi chọn đáp án đấy để áp dụng vào cái bài sau. Thì cái quan trọng nha là sau khi thi xong ấy mọi người tự xem lại bài. Sau khi tự xem lại bài thì xem chữa thì kết hợp những cái đấy lại thì trải qua từng lần thi ấy, Sensei tin chắc là các bạn sẽ tiến bộ thôi. Hy vọng là bài sau điểm kiểm tra điểm thi sẽ cao hơn nhá. Rồi buổi học của chúng ta hôm nay kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại mọi người vào buổi học tuần sau nhá. Chủ nhật tuần này là chữa đề từ vựng thêm nhỉ. Hôm trước tối chủ nhật hôm trước Sensei live và chả thấy có mấy người lớp mình cái gì cả, buồn. Toàn thấy người chỗ khác vào học chùa thôi. Sớm quá à? Thế thì để tính, nếu mà không thì cho muộn tính được. Nhưng mà muộn thì cũng phải 9 giờ Nhật chứ cũng chả sớm hơn được. Rồi, hôm nay nghỉ ở đây nhé. Minasan kyo no jiu yo kore de owarimasu. Go seichou itadaki ありがとうございました。皆さん、またね。お疲れ様でした。お疲れ様でした。